Các bạn nha, bộ này cuối cùng không phải là cầu vi sai, rất là tiếc không phải là cầu vi sai. Tuy nhiên thì ngược lại, bộ này thì nhông thép nha, nhông thép, bộ này thì tải cao, bao xài tải cao, không có lo phải ấy nha. Ok, bộ này thì giá mình để lại 1.6 triệu nha, mình giảm thêm 100k, 1.6 triệu. Nó ra hai cốt này gì ta? Rooney hả? Hai cốt giống vậy đó các bạn. Hai đầu hai bên nha. Đó. Thì nhông thép toàn bộ nha, nhông thép rất là to, dày, tải chịu tải cao. Thì một bộ nặng khoảng 17 kg nha các bạn. 17 kg cũng khá là nặng. Khung là khung gang hết nha, khung gang hàng Made in Japan, hàng của Nhật. Mỡ bò còn quá trời các bạn, mỡ bò. Động cơ 48V nha. Chạy 24 thì đạt nửa công suất nha, 24 vẫn chạy bình thường các bạn. Mấy cái này là bao chạy nha, bao chạy 48. Còn cụ thể cái này thì nó có thể chế xe kéo được bao nhiêu ký thì mình cũng chưa rõ nha. Nhưng mà tháo trên chiếc xe nâng á, hình như 500 ký hay sao á. Một dàn xe nâng 500 ký nha, của Nhật. Hàng cũ quá cái họ tháo xe nha, thì nhưng mà phần này còn rất là ngon. Ok, 1.6 triệu bao ship đi các bạn. Đó, bán nhanh nha. Đó. Hàng rất là ở đây cái bộ phận này nè. Lúc trước mình cứ tưởng là nó một hộp số nha. Ở đây nè. Cục này các bạn. Mình cứ tưởng nó là một cái phần giống như bộ số có thể chuyển qua chuyển lại nha. Nhưng mà cuối cùng con này là gì các bạn? Con này thì khi các bạn chạy ngược chiều á, khi chạy ngược chiều á thì ở trong nó có một cái gọi là một cái bộ phận nó đá vô đây. Đá vô đây nha. Để truyền tín hiệu ra, để dụ báo lên đồng hồ đang chạy ngược chiều ha, ví dụ vậy. Ok, như vậy là cuối cùng ba bộ này đều là không phải là cầu vi sai nha. Đây. Thì cái bộ bên trên bàn là 1.6 triệu nha, còn hai bộ này thì bộ này là 1.8 triệu, bộ này là 1.7 triệu nha. Đó, công suất thì tương đương giống nhau, 200W. Các bạn có thể chế tời, có thể các bạn bỏ một bên nha, hoặc là sử dụng một bên để chế tời. Bộ này thì trên xe nó là bộ chuyển động nha, nó truyền ra hai cái bánh nha, đó hai cái bánh, nó có khớp cắt đăng nha. Khi cái bánh nó nhịp lên nhịp xuống á, nó vẫn không ảnh hưởng, nó vẫn chuyển động bình thường đó. Nhưng mà nó không phải cầu vi sai, nếu mà là cầu vi sai thì rất là tốt nha, mà cuối cùng không phải cầu vi sai các bạn, chỉ đơn giản là một hộp giảm tốc thôi. Nhưng mà nó ra hai cái đầu như vậy, hộp giảm tốc hai đầu. Ok, khách nào xài thì liên hệ nhé. Hàng bao xài của Nhật, bao zin.